Hello cả nhà, xin giao lưu cho cả nhà một cây gang tú, còn có tên gọi khác là gang hoa vàng nha cả nhà. Hoa nó màu vàng rất là đẹp. Cây này cây hàng khai thác và Hiếu nuôi cũng khá lâu rồi. Đây, cây đã thành phẩm rồi nha cả nhà. Đây là lũa của cây nè cả nhà. Để Hiếu lấy nét cho cả nhà xem nha. Cây lúa dương lên tới đỉnh, hàng hốc rất là đẹp. Hơi bị ngược nắng cả nhà xem thông cảm nha. Đây lúa nó cả nhà. Để Hiếu xay mặt kia cho cả nhà xem nha. Đây. Dòng này thì lúa cũng khá cứng đó cả nhà. Lúa cũng khá cứng. Lũ nó rất là đẹp cả nhà. Hiếu đã xử lý lũ hai tông màu nhưng mà cũng đã lâu rồi cả nhà, màu nó cũng hơi xuống rồi, về cả nhà làm quét lại nha. Màu nó mà như vậy nhìn nó mộc mạc, nó giống với tự nhiên lắm cả nhà. Hàng hốc hẻm rồi, mặt sau nó cũng đẹp như mặt trước luôn cả nhà. Cây chi tàn này kia đầy đủ, phân bố uốn lắc lượng. Cái này là cây này là song 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 thân song thụ cả nhà, một cốt hai thân, song thụ rất là đẹp. Hai vợ chồng che chở nhau. Chi tàn mạnh rồi cả nhà, về cả nhà nuôi thêm nữa là tàn nó càng râm, nó càng mạnh lên thêm nha cả nhà. Đây lá nó nhỏ xíu đã cả nhà, hai dòng lá nó xen lẫn nhau, lá cạnh và lá tròn luôn nha cả nhà. Đây này là một cây nhưng mà nó ra hai dòng lá nha cả nhà. Đó, đẹp không cả nhà, tàn mạnh đẹp. Ebox có gì ebox Hiếu Hiếu sẽ báo giá và báo kích thước cho cả nhà xem luôn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Hiếu nha.